ngày 5 tháng 1 năm 2023, Tòa án Nhân dân huyện Định Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí bằng công hiệp tránh tòa hành chính Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Về phía huyện Định Hóa có đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Trong năm 2022, công tác giải quyết xét xử các loại án của Tòa án Nhân dân huyện Định Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết chung các vụ việc đều đạt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng giải quyết xét xử các vụ việc được nâng lên, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự trên địa bàn. Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 316 vụ việc, trong đó đã giải quyết 287 vụ việc, đạt tỷ lệ 90,8%. Còn 29 vụ việc mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết. Đối với công tác giải quyết án hình sự, tổng thụ lý 72 vụ trên 100 bị cáo đã giải quyết 68 vụ trên 95 bị cáo, đạt tỷ lệ 94,44%, vượt 4,44% so với chỉ tiêu nghị quyết của Quốc hội. Công tác triển khai luật hòa giải đối thoại tại tòa án và hội thẩm nhân dân cũng được quan tâm thực hiện, đảm bảo các nguyên tắc và tuân theo pháp luật. Tại hội nghị, tòa án nhân dân huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề cán bộ công chức, người lao động tòa án nhân dân huyện Định Hóa trung sức đồng lòng vì công lý quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, đã có một cá nhân được Tòa án Nhân dân tối cao tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp tòa án. Một cá nhân được nhận bằng khen của tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã trao tặng giấy khen và tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.